Ngày 9 tháng 11, đoàn giám sát Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau đã làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện Đầm Dơi về công tác quyết toán vốn đầu tư, tất toán dự án công trình hoàn thành, việc thực hiện tạm ứng thu hồi tạm ứng ngân sách vốn đầu tư trên địa bàn huyện. Tại buổi làm việc, Ủy ban Nhân dân huyện Đầm Dơi đã báo cáo kết quả công trình hạng mục công trình xây dựng cơ bản đã hoàn thành từ ngày 31 tháng 8 năm 2023 về trước, chưa được thẩm tra phê duyệt và chưa tất toán trên địa bàn huyện quản lý. Theo đó có 24 công trình hoàn thành, chủ đầu tư chưa nộp báo cáo quyết toán theo quy định với giá trị nghiệm thu là hơn 15,9 tỷ đồng. Và không có dự án hoàn thành đã nộp hồ sơ quyết toán nhưng chưa được thẩm định phê duyệt quyết toán theo thời gian quy định. Trên địa bàn huyện có 12 dự án hoàn thành đã có quyết định phê duyệt quyết toán nhưng chưa tất toán với kho bạc nhà nước tỉnh. Trong đó số lượng và giá trị các dự án hoàn thành kéo dài nhiều năm không còn khả năng tất toán do nguyên nhân khách quan là 7 dự án với giá trị là phải thu hồi nộp ngân sách gần 2 tỷ đồng. Nguyên nhân được Ủy ban Nhân dân huyện đánh giá là một số chủ đầu tư chưa quan tâm trong công tác quyết toán tất toán công trình mà chỉ quan tâm chỉ đạo công tác giải ngân kế hoạch vốn. Bên cạnh đó, cán bộ phụ trách công tác quyết toán tất toán công trình kiêm nhiệm nên nhiều lúc không tham mưu kịp thời cho chủ đầu tư. Hiện nay huyện còn 19 công trình tạm ứng và thu hồi tạm ứng vốn đầu tư do cấp huyện quản lý với lũy kế số dư tạm ứng đến thời điểm báo cáo 14 tỷ 379 triệu đồng với số tạm ứng quá hạn là 777 triệu đồng. Tổng số các công trình tạm ứng và thu hồi tạm ứng vốn đầu tư do cấp xã quản lý là 3 công trình với lũy kế số dư tạm ứng đến thời điểm báo cáo là 763 triệu đồng. Đoàn giám sát đã ghi nhận những khó khăn vướng mắc của địa phương trong chậm quyết toán vốn đầu tư, tất toán dự án, khó khăn trong thu hồi dư nợ tạm ứng quá hạn. Qua đó, kho bạc nhà nước Cà Mau đề nghị ban quản lý dự án huyện phải rà soát, phối hợp cùng nhau đối chiếu để hoàn tất thủ tục hồ sơ tất toán, lập danh sách các nhà đầu tư chưa thực hiện hoàn thành việc tạm ứng kéo dài theo quy định.